Nhiều bạn trẻ hiện nay chưa có khả năng quản lý tài chính riêng cho mình. Các bạn nhận tiền lương tháng nào là xài luôn tháng đó. Chắc hẳn ai cũng phải rơi vào tình trạng này một lần. Đầu tháng dư giả tiêu xài xả láng, đến cuối tháng thì ăn mì cầm chân. Một blogger tên là Geraldine Bia đã chia sẻ một danh sách chi tiêu mẫu và mẹo quản lý tài chính cá nhân. Xin chào tất cả các bạn, lại là Viên đây. Ngày hôm nay Viên sẽ cùng các bạn quay trở lại với bản tin Omen và trao đổi một số thông tin thật là bổ ích nữa nha. Hiện tại thì có rất là nhiều bạn trẻ thu nhập hàng tháng là trên cả chục triệu, nhưng mà các bạn vẫn than thở là không đủ tiêu xài và không đủ sống. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Thế hệ trẻ Việt Nam thì được tiếp xúc với tiền bạc thì từ rất là sớm, nhưng mà cái việc mà các bạn đi kiếm việc làm và để chi tiêu cho bản thân mình lại chậm hơn so với những đất nước khác. Chính vì vậy mà đa số các bạn trẻ đều rất là lúng túng và không biết quản lý chi tiêu của mình như thế nào. Làm bao nhiêu các bạn vẫn không thấy vừa ý và tiêu xài bao nhiêu cũng không thấy đủ. Hiện tại, đa số các bạn trẻ bây giờ thì dù ở tuổi đôi mươi rất là trẻ, nhưng mà các bạn nợ nần chồng chất rất là nhiều. Như trường hợp của bạn Trung Kiên, 26 tuổi, làm việc tại ngân hàng với mức lương hơn 11 triệu đồng một tháng, lại còn độc thân. Thế nhưng anh than thở, không đủ sống, tiền chi tiêu mỗi tháng không vượt quá mức lương của anh, nhưng không còn đồng nào vì phải đi trả nợ những khoản vay từ tháng trước. Nhiều bạn trẻ hiện nay chưa có khả năng quản lý tài chính riêng cho mình. Các bạn nhận tiền lương tháng nào là xài luôn tháng đó. Thậm chí là các bạn luôn trong tình trạng thiếu thốn. Bởi vì sao? Các bạn phải dùng những cái tiền tháng này để chi trả cho những khoản nợ của tháng trước nữa. Chắc hẳn ai cũng phải rơi vào tình trạng này một lần. Đầu tháng dư giả tiêu xài xả láng, đến cuối tháng thì ăn mì cầm chân. Đa số các bạn trẻ không ý thức được những khoản vay của bản thân. Càng nghèo, họ càng dễ trở thành con nợ, càng nợ nần, lại càng chi tiêu không kiểm soát. Nếu bạn đang nợ nần một khoản nào đó, cách tốt nhất các bạn phải trả dần, trả càng nhiều càng tốt. Nếu không, các bạn phải chi trả thêm những khoản tiền lãi phát sinh. Đến một lúc nào đó, con số vượt ngoài tầm kiểm soát. Một blogger tên là Geraldine Bia đã chia sẻ một danh sách chi tiêu mẫu và mẹo quản lý tài chính cá nhân để chia sẻ cách chi tiêu tài chính như thế nào cho hợp lý và tiết kiệm tiền và mua sắm một cách thật là thông minh. Trong vòng hơn 3 năm rưỡi, cô đã nỗ lực quản lý chi tiêu cá nhân và cô đã tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng để phòng thân cho tương lai. Một trong những bí quyết tiết kiệm đầu tiên của cô đó chính là lối sống thật là tối giản. Cụ thể là các hóa đơn tiền điện, nước, tiền đổ rác và các chi phí khác luôn nằm ở dưới mức 1 triệu 2 một tháng, trong khi một người ở Singapore trung bình chi cho khoản này ở mức 3 triệu một tháng với căn hộ 4 phòng. Đồng thời, cô không dùng tivi và chỉ sử dụng điều hòa vài tháng một lần. Cô cũng không mua sắm những quần áo hay bất cứ những món hàng nào, kể cả vào những dịp Tết. Bên cạnh đó, cô hầu như ăn ở nhà và ăn thật nhiều rau để ngăn cho bản thân không kiềm chế nổi trước một món hàng. Cô cài chặn luôn chế độ quảng cáo. Không chỉ tiết kiệm, cô còn đầu tư cổ phiếu. Cô dùng khoảng 70% tiền tiết kiệm của mình để đầu tư. Lời khuyên của cô, đừng đầu tư vào những thứ mà bạn không thực sự hiểu. Theo cô, khoản đầu tư lớn nhất của mỗi người chính là công việc chính đang làm hàng ngày. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng cái cách của cô thì nó hơi cực đoan. Tại sao mình sống mà mình không tận hưởng, mình lại lãng phí cái tuổi trẻ như vậy, đúng không các bạn? Họ cho rằng mỗi người chỉ cần quản lý chi tiêu một cách hợp lý dựa trên thu nhập của mỗi người là được rồi, không cần phải cam chịu giống như cô như vậy. Các tỷ phú trên thế giới đưa ra lời khuyên rằng hãy thiết lập mục tiêu rõ ràng, tổ chức các chi tiêu theo chu kỳ thu nhập và sử dụng công cụ quản lý tài chính tối ưu để tiết kiệm theo mức thu nhập của từng người. Rõ ràng là từ nãy đến giờ quá là nhiều ý kiến, nhưng mà ý kiến nào cũng có cái lý riêng của nó, đúng không các bạn? Dù là còn trẻ nhưng mà các bạn cũng phải chi tiêu làm sao để cho hợp lý nhất. Vì khi mà mình có một cái tài chính ổn định và có một cái kế hoạch rõ ràng trong tương lai thì mình mới theo đuổi đam mê và thành công được, đúng không? Các bạn nghĩ sao về vấn đề này thì hãy cho Omen cùng biết nhé.